duy chỉ dùng vô ngã tu tất cả thiện pháp mới được gọi là vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Kinh Kim Cang nói ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Lục Tổ Thiền Tông Đại sư Huệ Năng đời nhà Đường đã khai ngộ từ câu nói này. Ngũ Tổ Hoàng Nhận giảng đại ý Kinh Kim Cang cho ngài, khi giảng đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, hoặc nhiên đại ngộ. Nghĩa là kiến tánh. Kiến tánh là thấy gì? Phần trước đã nói thấy các tướng không phải tướng, tức thị Như Lai. Đại sư Huệ Năng đã thấy tánh trong câu nói đó, thật sự đã thấy không tướng của các tướng. Ngài đã thấy Như Lai. Câu sau đó nhi sanh kỳ tâm, đấy là đại từ đại bi. Sinh tâm gì? Sinh tâm phổ độ tất cả chúng sinh khổ nạn. Ta liền được Bồ Đề vô thượng. Khi phát tâm này, liền chứng Bồ Đề vô thượng. Bồ Đề vô thượng là trí tuệ, trí tuệ viên mãn, không một chút trở ngại. Từ đây có thể biết, sở dĩ trí tuệ viên mãn bị chướng ngại, bị thứ gì chướng ngại? Tâm lượng nhỏ nhoi của ta chướng ngại, chỉ lo cho mình, không nghĩ người khác, ngăn trở trí tuệ của ta, không cho lộ rõ. Ngược lại, cái ta không có, tất cả đều vì chúng sinh, trí tuệ tự tánh lập tức hiện ra. Đây là điều người xưa nói lượng lớn phước lớn. Chúng ta thêm vào lượng lớn tuệ lớn, phước huệ đều lớn. Lượng nhỏ phước sẽ nhỏ, trí tuệ sẽ nhỏ. Trí tuệ nhỏ phiền não sẽ lớn. Nếu phước nhỏ tật bệnh sẽ nhiều, phiền não nhiều, chuyện không như ý sẽ tăng thêm. Không phải như thế sao? Tất cả đều do thay đổi ý niệm của chúng ta, không liên can đến cảnh giới bên ngoài. Những vấn đề này quý vị thì có thể không thể hiểu ư? Nghe hiểu được, thật sự học được. Có gì trong thế gian quý hơn những thứ đó? Công danh sự nghiệp là giả, không mang theo được. Trí tuệ này phước báo có thể mang theo được. Phải buông bỏ những thứ không thật. Dù không buông bỏ, cũng không nên quá để ý, nên nắm những thứ thật. Phước báo này là xưng tánh, phước huệ xưng tánh mới thật sự dùng mãi không hết. Lấy mãi không cạn là phước huệ vĩnh hằng của bạn trong mọi đời kiếp.